Kênh Bonsai Cần Thơ xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh trở lại với hoa kiển đang khôi, địa chỉ xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu hoa kiển đang khôi. Chào anh Phong. Chào em. Xin kính chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay trở lại kênh thì mình có một số mặt hàng như là phôi mai vàng, mai tứ quý và cây gân và có một cây nguyệt quế cũng rất lớn đẹp đẹp cô chú anh chị. Để giao lưu với cô chú anh chị, mong cô chú anh chị xem ủng hộ cho kênh và ủng hộ cho em. Ở số điện thoại là 0906 000 774, địa chỉ là xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, là chương trình bao phí cho cô chú anh chị tới nhà nghe cô chú anh chị. Thì không là mất thời gian thì đầu tiên mình vô cây số 1 là cây mai vàng cô chú anh chị. Này phôi mình ghép với giảo tự sắn nha cô chú anh chị. Rồi mình xin báo chi tiết thông số cho cô chú anh chị tham khảo. Dạ cây này nó có chiều cao là 43 cô chú anh chị. Dạ hoành thân vị trí này là 39 cô chú anh chị. Rồi cây mai vàng mã số 1 ghép giảo tự sắn này xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 2.300.000. Rồi, xin phép đổi của chú anh chị. Dạ, tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 là tứ quý của chú anh chị. Rồi mình xin báo chi tiết thông số. Dạ cây này nó có chiều cao là 80 cô chú anh chị. Dạ hoành thân vị trí là 36. Rồi cây tứ quý mã số 2 này xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 2.100.000. Rồi xin phép đổi. Nhận phụ. Dạ tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 cũng là tứ quý cô chú anh chị. Rồi xin phép báo chi tiết thông số. Dạ cây này nó có chiều cao là 114 cô chú anh chị. Dạ hoành thân vị trí này là 35 cô chú anh chị. Rồi cây tứ quý mã số 3 này xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 2.500.000. Rồi, xin phép đổi. Rồi, tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 là tứ quý cô chú anh chị. Cây này bị bơm hàng cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị là xem cây mình quyết định mua cho kỹ rồi mình hết chốt cây cô chú anh chị để làm cực khổ lắm cô chú anh chị. Rồi tốn phí rồi phí đi phí về rồi.
bán một cái cây làm mà không phải là khi như vậy là mình vận chuyển mình giao cho cô chú anh chị được, phải bó lại, nó nhiều công đoạn lắm cô chú anh chị. Rồi mình xin phép báo chi tiết thông số. Dạ chiều cao là 137. Dạ cái hoành vị trí này là 37. Dạ cây tứ quý mã số 4 là xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 3 triệu đồng. Rồi xin phép đổi. Ê, nặng à. Dạ tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 cũng là tứ quý cô chú anh chị. Cây này rất là già, rất là có duyên cô chú anh chị. Đế thì nó cũng đều. Rồi xin phép báo chi tiết thông số. Dạ cây này nó có chiều cao là 1,5 m cô chú anh chị. Dạ cái cành phóng bay ra của nó là 79 cô chú anh chị. Dạ hoành thân vị trí này là 46 cô chú anh chị. Dạ cái này nó có cái khuyết điểm đó, chỗ này cái nhánh nó chặt nha cô chú anh chị, chặt là nó không có bọng một cô chú anh chị, chưa có xử lý. Để chỉ cho cô chú anh chị tham khảo cho nó rõ. Cái này mình vét nhẹn cái nó nhỏ hiếu rồi cô chú anh chị. Cây thì kéo nhựa rất mạnh. Cây này nó có duyên lắm mà. Dạ cây mã số 5 này xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 6.300.000. Cây này mình lấy về mình ghép Tết là có qua chơi rồi nhưng mà chưa đẹp lắm, sao nữa mà cây này đẹp. Rồi xin phép cô chú anh chị đổi. Dạ tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 cũng là tứ quý cô chú anh chị. Rồi xin báo chi tiết thông số. Dạ cây này nó có chiều cao là 138 cô chú anh chị. Dạ cái hoành vị trí này là 34 cô chú anh chị. Đế cái này cũng đều cô chú anh chị. Rồi cây mã số 6 này tứ quý xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 2 triệu đồng. Rồi xin phép đổi. Dạ tiếp theo là mã số 7.
Mã số 7 là mai vàng cô chú anh chị, mai vàng ghép dở tự sắn. Cái này qua nó tàn rồi, được hôm qua nó đẹp dữ lắm, đẹp cô chú anh chị. Qua nó dảo cô chú anh chị, 8, 10, 12 cánh mà bông rất lớn, rất đẹp, cánh khích cô chú anh chị. Rồi xin phép báo chi tiết thông số. Dạ cây này nó có chiều cao là 118 cô chú anh chị. Dạ hoành thân vị trí này là 34 cô chú anh chị. Dạ cái đế nó thú thú lết lết hơi hơi cô chú anh chị. Cái này mình ghép cũng được 3 mùa mấy gần 4 mùa rồi cô chú anh chị. Cây này là cây thường mô, thường chậu của cô chú anh chị. Cái này về cái mình để vô cái chậu đó là mình tưới nước mình chăm nè. Rồi cây mai vàng mã số 7 này mình xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 4.300.000. Rồi xin phép đổi. Nè bỏ dưới này, bỏ đưa vô chỗ cũ. Rồi tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 là khế gân cô chú anh chị. Cây này hai thân mà rất là duyên rồi cô chú anh chị, hai thân liền bệ. Mình có thể mình chơi song thụ, huynh đệ, phu thê thì cũng được cô chú anh chị. Cốt cành thì có sẵn. Rồi xin phép báo chi tiết thông số. Dạ cây này nó có chiều cao là 70. Tán ngang hiện tại như vậy là nó 57 cô chú anh chị. Rồi để mình đo hai thước ba thước cho cô chú anh chị tham khảo. Dạ tổng có hai thân là 53 cô chú anh chị. Dạ một thân đại diện là 30 cô chú anh chị. Dạ cái này rất duyên luôn, cốt cành ra mình sửa dây cái là có nét rồi. Dạ cây số 8 là cây khế gân xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 1.500.000. Rồi xin phép đổi. Dạ tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 cũng là khế gân cô chú anh chị. Dạ cái clip này em có 3 cây cô chú anh chị. Dạ cây này nó cũng một bệ mà hai thân nữa cô chú anh chị. Hai thân mà nó có duyên. Rồi xin phép báo chi tiết thông số. Dạ cái này nó có chiều cao là 90. Dạ hoành thân vị trí này là 32 cô chú anh chị. Rồi cây khế gân mã số 9 này xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 1.300.000. Rồi xin phép đổi. Dạ tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 cũng là khế gân cô chú anh chị. Cây này có clip rồi, cũng có nhiều cô chú anh chị điện hỏi mà mình chốt rồi cho anh trai cô chú anh chị mà bị bơm hàng cô chú anh chị ơi.
mình bán hồi nào giờ là nói chung ra là mình bán với cái lòng tin à, giờ chứ không có cọc kiết gì chơi, mà khách cũng quen mà không lẽ có nhiều mình công bố tên tuổi đánh số điện thoại lên YouTube thì nó kỳ quá cô chú anh chị. À, nhiều người hỏi mà mình chốt cho ảnh là chốt rồi rốt cuộc là cũng bị bơm hàng. Nếu mua bán thì nó khó khăn cô chú anh chị, lời mail lắm mà bơm hàng cái chứ đi về cái phí cái là lỗ chắc rồi, mà làm nó cực khổ lắm chứ không phải nó dễ đâu cô chú anh chị. Dạ cây này nó có chiều cao là 74. Dạ cái này đem rồi 2-3 thước cho cô chú anh chị tham khảo. Cái hoành của thân này là 46 cô chú anh chị. Ủa xin lỗi 43. Cái này nó liền bệ luôn nghe cô chú anh chị. Dạ cái hoành thân này là 41. Đây nó liền bệ rất là có duyên cô chú anh chị. Nói chung cái này là cũng như cây gừng mà nó có duyên, cây thì rất già. Cô chú anh chị anh nào có nhà ý mà để chốt cây để mua cây về chơi, cô chú anh chị xem kỹ rồi mình suy nghĩ kỹ mình chốt giùm cô chú anh chị. Rồi cây khế gân mã số 10 này xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 6.500.000. Bị hồi nào giờ anh bán là chủ yếu là chủ cái chữ tín và lòng tin thôi cô chú anh chị, không có lấy cọc lấy kẹo gì hết trơn cô chú anh chị. Có anh em chú bác nào có nhã ý thì kêu cho số tài khoản nó chuyển cọc thì mình mới cho thôi, chứ mình không có xin cọc trước cô chú anh chị, lòng tin không à. Dạ rồi xin phép đổi. Dạ tiếp theo là mã số 11. Mã số 11 cũng là mã số cuối cùng cô chú anh chị là cây nguyệt quế. Dạ cây này thì cây này thì nói chung ra nó một cốt rất là có duyên rồi cô chú anh chị. Từ từ nhẹ nhẹ tâm chậm. Cây một cốt nạc rất là duyên. Cốt cành thì lớn sẵn, cây này có thể mình về mình chơi phong tàn dù cũng được cô chú anh chị. Còn mình không chơi phong tàn dù có thể mình cắt lại, mình chơi cây phong phong chanh cũng rất duyên cô chú anh chị. Cái cốt cành này đóng có duyên. Nhà đế nó cũng có duyên, đế nó cũng đẹp rồi cô chú anh chị. Dạ cái bầu này 100 mấy 200 ký đất các cô chú anh chị ơi, bầu lớn lắm. Dạ rồi xin phép báo chi tiết thông số cho cô chú anh chị tham khảo. Dạ cái này nó có chiều cao là 140 cô chú anh chị. Dạ hoành thân vị trí này là 66 cô chú anh chị. 66 là đo, còn chuyện hao cái này cái chỗ này nó có cái rễ này nó bị lửa nhưng mà nó kéo cô chú anh chị, nó kéo mép vô trơn nó không bị mục không bị bọng cô chú anh chị, chứ chỗ này một cái nữa. Chỗ này nó có một cái nữa. Nhưng nó kéo hết trơn, mình xử lý hết trơn rồi nó không mọng không mục cô chú anh chị. Mép thì nó kéo rất là sâu. Cây thì nó chung cốt nạc là rất là duyên, cây này duyên. Đế cũng khá đế. Rồi cây tứ quý mã số 11. Ủa xin lỗi, cây nguyệt quế mã số 11 xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 8.700.000, xin bao ship 300 km. Ở xa nữa để mình thương lượng nha cô chú anh chị. Bị này quá trời nặng luôn à. Cái này ba người ginh không nổi cô chú anh chị ơi. Quên đo cái đường kính bầu, đường kính bầu đế tới đâu là ấy tới đó cô chú anh chị, đất tới đó cô chú anh chị. Dạ đường kính bầu
là 69 cô chú, xin lỗi, là 84 cô chú anh chị. Đường kính bầu rất lớn. 84 83 24. Nó ra 200 mấy cô chú anh chị ơi. Tổng anh bầu 200 mấy. Là để tới mọi miếng bầu luôn nha cô chú anh chị. Tược lên rất là mạnh. Rồi. Xin nhắc lại cây Nguyệt Quế mã số 10 này xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 8.700.000, mình bao ship 300 km cô chú anh chị. Dạ. Thì cuối video thì một lần nữa xin tổng chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Bonsai Cần Thơ và xin chúc sức khỏe cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị màn ăn phát tài và sự được như ý. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị chính thời gian xem ủng hộ kênh và ủng hộ cho em rất nhiều. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý, liên hệ với Hoa Kiển Đăng Khôi để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.